Rồi, tối hôm nay Sài Gòn mưa các bạn ha. Đi ăn lẩu ngay tại quận 11, lẩu sa tế, lẩu Thái của người Hoa. Đã chưa? Đó, thịt, nấm, rau, đậu hũ phi đầy đủ luôn. Ôi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 6 giờ rưỡi tối. Liên tục 3 ngày hôm nay các bạn nha. Buổi sáng, buổi trưa thì Sài Gòn nóng, nhưng mà chiều tối lại mưa. Hôm qua mưa rất lớn. Rồi, bây giờ là khoảng độ 8 giờ 15 phút tối các bạn ha. Trời vẫn còn mưa lâm râm. Mát mẻ các bạn ơi. Tối hôm nay chúng ta đi ăn lẩu nha. Quay trở lại quán Thêm May Mắn, năm 20 Hồng Bàng, quận 11 các bạn. Số điện thoại 0938 876319. Thêm May Mắn hôm nay có món lẩu các bạn nha. Rồi, lần đầu tiên chúng ta ăn lẩu ở đây. Chỗ này thì mình thích về bò kho rất ngon. Rất rất thích bò kho ở đây. Các món dim sum mình ăn cũng ngon luôn. Các bạn có cần gọi là đặt qua điện thoại á, trời mưa á, thì có thể đặt nha. Giao về nhà, các bạn tự chịu tiền phí ship. Đây chính là phần bò kho lúc nào cũng nhớ. Chúng ta ngồi xuống nha. Ở đây có tất cả là hai loại lẩu. Bên góc tay trái là lẩu Thái, bên góc tay phải là lẩu sa tế. Còn thêm một cái loại lẩu nữa là lẩu xiêu quách. Tuy nhiên cái lẩu xiêu quách đó mình xin một chén thôi. Đây là lẩu 2.000 các bạn nha. Đây, đây là lẩu sa tế nè, màu rất là đậm. Đó. Kế bên đây lẩu Thái. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy các thành phần khác. Ở đây có đậu kỳ, có nấm đông cô, có mì, có cải dại và một số loại thịt viên. Cái này thịt bò đúng không ta? Hay vậy à? Đúng rồi, Thịt bò à? Bò của nấm nai, của nấm kim châm. Đây là nai. Ok, tiếp tục này có cái gì à? Cái này Cái đó là là gì à? chả cá viên. Ủa, chả cá viên là làm từ cái cá gì chứ hả? Không, bên này tôm, là bên này cá, cá sợi Là từ ba xá hả? á. Từ cá Cái này là tôm viên hả? Này tôm, tôm sợi, cá thác lát nữa hả? Wow, cái này là từ tôm. tôm. Cũng mà phải ăn cá thác lát mới ngon. Tôm. Cái lý thì hay cái này là ba chỉ hả? Ba chỉ bò Mỹ. Ba chỉ bò Mỹ. Còn cái miếng là cái gì ạ? Trứng cua, viên trứng cua. Okay. Một lát sẽ báo giá sao các bạn nha. Đó, sa tế, nước tương, nước giấm. Giờ bỏ thằng trước. Rồi bỏ đi, nào bỏ vô, nắm đông cô bỏ trước. Vô trong, nó thuộc bên lẩu, lẩu sa tế nhiều hơn. Để bỏ hai bên nhiều nhiều đi. Không có thử nước chứ không? Đúng rồi, đúng rồi. Không sao đâu, cái nấm nó không có tác hại, không có thay đổi cái mùi gì đâu. Vô. Rồi, nếm thử giúp đi. Bỏ hết luôn à. Ok. Nếm giúp tôi nước chanh thử chứ. nha. Ok. Chê có ớt sắc rồi chê. Ok, là nước gì à? Nước sa tế á. Em Sẽ... không có múc dầu nha. Ok. Thử cái nước đậm đà kia thôi. Rồi, đầu tiên là cái nước sa tế các bạn nha. Cái nước lẩu này rất ngon, rất lạ, rất đặc biệt. Chúng ta đã từng ăn rất nhiều, từ Hải Thị Lao, ăn tới Hủ Thủng, ăn tới Spice World. Rồi ăn gì nhà hàng ở Nguyễn Chí Phương, Nguyễn Chí Phương là gì ạ? Hình như cái gì quên tên rồi. Vũ Lào, Vũ Lào. Vũ Lào, nhưng mà cái lẩu sa tế này thực sự đặc biệt các bạn, nó nằm ở một góc trời hoàn toàn khác biệt luôn. Ở đây vị cay rất ngon, nó có một cái độ cay vừa tới. Nhưng mà à, cay lên mắt luôn á. Đó tại vì cái khói nó bay vừa đó. Đúng Okay. Độ ngọt từ cái gọi là từ đậu phộng có chút xíu của khoai môn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà rất là mịn các bạn. Nghe mùi khoai môn.
nhưng mà em hỏi một xíu là cái nguyên liệu là mình có lấy nước dùng xương, nước lèo là từ xương mình bón vô không? Đó rất là thanh, ăn rất là ngon. Mà không biết nói sao nữa. À, ông chủ ông đi rồi các bạn ơi. Ngon lắm các bạn. Hỏi nói hơi bí quyết cũng khó. Hỏi hơi khó nói đó, mà ngon lắm. Nhưng mà cái này, cái nước đậu này đặc biệt. Em phải nói là nó không giống ai. Đúng rồi, nó giống ai. Không giống ai nữa, mà nó ngon. Nó không có giống Trung Quốc, nó cũng chẳng giống mấy cái nhà hàng lẩu ở Việt Nam. Để các bạn nên thử cái món này nha. Đặt ngay cái món này vào ngày mưa, tháng mưa. Cái mùa khoai môn nghe. Mùa mưa này ăn ngon các bạn. Rồi. Khoan đánh luôn cái nước lẩu Thái này. Nó cay thì kiểu cay nồng chứ không phải là cay đau. Đúng rồi. Em ăn được. Mình đã thử gần như tất cả cái dòng lẩu ở Sài Gòn mà của Nguyễn Hoa nấu về cái món này và mình thấy là lạ đó các bạn. Không giống ai. Kể cả bao xét điểm xăm mình đã thử rồi, nó cũng khác. Mành hoa nó cũng khác. Kichi các bạn nói. Ok, rồi cho miếng cái nước gì á? Lẩu Thái này. Đấy nước hồi xưa đúng không? Em nghe là rất là thanh. Là nó tự chắc chắn là từ xưa. Còn cái đậu phộng với khoai môn đó là nó chỉ thoáng qua thôi. Dạ. Rồi. Bây giờ có nói cũng chưa chắc nấu ra được. Rồi thử đi, thử nước lẩu Thái. Lẩu Thái này chắc là kiểu lẩu Thái Việt Nam, chứ không phải tôm dăm với lại tôm kha đâu. Nghe mùi thả trước, sau đó mùi chanh. Không phải tôm dăm, tôm kha đâu. Có nghe anh nói là nãy là trong cái phần lẩu sa tế là sử dụng tương sa trà. Đúng rồi, sa tế rồi có tương sa trà. Dạ. Bây giờ mình nói các bạn nghe nha, cái phần lẩu Thái này cũng ngon luôn các bạn nha. Độ chua ngọt vừa phải, độ cay cũng ngon. Nhưng mà cái lẩu Thái này là kiểu dạng lẩu Thái của Việt Nam, chứ không phải là lẩu tôm dăm hoặc là lẩu tôm kha của bên Thái Lan. Mà cái vị này thì sự là ngon á. Vị chua vừa phải. Vị chua vừa phải, vị ngọt cũng vừa phải. Và anh nói là cái phần lẩu Thái này thì không lấy từ nước lèo hầm xương mà lấy từ rau củ quả để tiết ra chất ngọt của nó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy qua cái phần này là phần nước hầm xương nè. Cái này là xíu quách đó. Đây là cái phần thứ ba các bạn nha. Thử đi mình cho mỗi người chén thử coi. Thực ra mà nó thành bại của cái phần lẩu này nó sẽ nằm chủ yếu nhất nhiều nhất là cái phần nước lẩu các bạn. Cái chén mới hoàn toàn hết rồi. Ok. Cho bé uống miếng nước trà đá rồi tính. Rồi em thử đi. Sau đó sẽ cho các miếng khác vô ăn rồi nói luôn. Rồi phần lẩu xí quách ngọt thanh các bạn nha. Đi kèm có thêm cái phần táo đỏ và cái phần nhìn xăm. Cái này là giống như kiểu lẩu collagen á. Thì trong ba cái phần lẩu này các bạn chọn cho mình hai phần lẩu này nha. Nếu mà em lần sau quay lại em ăn cái lẩu sa tế. Dạ. Yeah. Có nghĩa là em chọn sa tế với lại cái lẩu nước hầm xương à? Một loại thôi hả? Là cái sở thích của em á, chứ không phải là em... Không phải nói là cả ba cái loại lẩu này cũng ngon luôn các bạn. Cái đều ngon. Nhưng bạn nào thích lẩu Thái, bánh qua lẩu Thái mà nó ngon luôn. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Tại lẩu này thêm em nói là thêm về sở thích á. Ok, đó. Bây giờ cho các loại nguyên liệu vô đi. Cho cái gì? Viên. Viên phải cho vô hết đi. Mấy cái này nó chín lâu lắm. Bỏ vô đi. Nó viên tôm không? Trong menu của họ là cái tôm sợi tại vì em nhờ nhân viên là vsvp dùm luôn. Ok, bữa nay nó hết tôm sú được các bạn. Có tôm sú mà hết cho bên nước cứ lẩu Thái miếng thì bỏ luôn. Bên đây có tôm sú nữa nha, nhưng mà hiện tại hết tôm sú rồi các bạn. Chả cá ha. Cho vô luôn đi. Ok, ăn ba cái lẩu nó ngon. Rồi mấy cái viên này cho xuống rồi sau đó mình tự nhúng. Bỏ mấy cái viên trước đi, còn mấy cái gì đúng không? Mấy cái gì đúng không? Sở thích của em là thích này. Ok rồi. Ở đây có đậu phộng muối cũng ngon các bạn nha. Cái không? Rồi, bỏ vô đi. Để dài, bỏ vô luôn. Cái anh bếp nãy ra nói á, là do mình kêu hai loại lẩu á, chứ nếu mà kêu một loại á, cái mùi lẩu nó sinh lên lúc mình mở nắp ra nó sinh, nó sẽ bung lên, nó không bị lẫn mùi. Nhưng mà cái này cái lúc mà nó cay bay vô mắt em, tại bên gió ở bên em là nhờ nhờ bỏ vô đi. Vậy này giờ nó bỏ nóng lạnh lắm cho nên nó lâu
một cái bò này là bò này là bò tươi, cái xong rồi bỏ vô trong tủ đông sắp ra rồi ăn đã quá trời, trời mưa ăn nó ngon ghê các bạn. Nó không có cay lắm. Ừ, nó cay lắm. Chứ là mọi người đã không biết ăn cay cũng hơi quá đó nha. Em có biết ăn cay đâu, mày ăn được sao tới. Thôi em ăn được sao tới, em ăn được em ăn được tiêu, em ăn được mala cũng nữa. Người ra ngoài bảo ăn được cay nó cũng sẽ là cay, nhưng mà có cái lẩu hầm xương ngon. Cái lẩu thái được ra không có được cay nhiều đâu. Cái lẩu sao tới là nóng nóng lên thôi. Mọi người đã không biết ăn cay thì chảnh. Đáng thử các bạn, thực sự là đáng thử. Cơm á. Cái rất ngon các bạn nha. Phù chúc. Ngon. Đó, cắt món bằng chính rồi. Rồi ăn thôi. Rồi, chúng ta tập trung ăn nha. Cho nó ngon, ăn xong mình sẽ nhận xét tổng thể luôn. Một lần. Rồi, sau đây là tổng số tiền các bạn ha. Thì may mắn 520 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 0938 876 319. Ủa, đậu phộng là gì ạ? À? À, đậu phộng muối 10.000, chả cá viên 50, trà đá 2 ly 10.000, khăn lạnh 2 cái 6, hủ kia cuộn 50, xi quách 60, bò Mỹ cuộn 50, thịt bò phi lê 60, thịt nai cuộn kim châm 50, chả tôm viên 60, viên trứng cua 40, cải thảo 20, mì trứng 15, nấm đông cô 30, lẩu nguyên ương hai loại lẩu 177, tổng số tiền là 688. Cây này coi như là xí quách là cho đó. Rồi, trước khi đi về các bạn ha, cập nhật tình hình bò kho. Bữa nay giá bò kho nhiêu chứ hả? 79k là từ sáng tới tối vẫn bán đúng không? À, quên là sáng là 6 giờ hay là 7 giờ chứ? Sáng 7 giờ. Sáng 7 giờ tới khoảng độ 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Rồi sau đó là khoảng độ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối. Đúng không? Rồi. Ở chứ cái điểm xăm cái trang ngoài chứ chắc là quay luôn cái. Mấy cái món há cảo xíu mại á bên đây nè. Rồi. Rồi, nhiều lắm các bạn. Nói chung là thực đơn nhiều lắm. Bữa nay cũng là 43 48 thôi chứ hả? Ừ, 43. Tôi khoảng độ. Rồi. Rồi các bạn xem lại video cũ đi, mình quay đi nhiều lắm rồi. Thực đơn tới 2 cuốn bự luôn. Dạ rồi, các bạn chứ hả? Trong trường hợp ngày mưa các bạn cần đặt thì các bạn gọi số điện thoại ha, là ở chế hướng giao. Số điện thoại hotline nè. Dạ, ok. Đây. 0938 876 319. Rồi, chúng ta đang xong phần lẩu các bạn ha. Sau đây sẽ là phần nhận xét cuối cùng của mình. Cái nước lẩu, nói về nước lẩu, cái quan trọng nhất của nồi lẩu này. Thì cái nước lẩu sa tế nó làm hoàn toàn làm em thỏa mãn từ cái gia vị, từ cái độ cay của nó, từ cái độ bùi của nước hương sa trà trong đó, và nó có thêm khoai môn, cái mùi khoai môn ban đầu nghe thanh thoải nhưng sau nghe rất là rõ. Ok, cái nước lẩu Thái thì nó ngon nhưng mà nó không có gì đặc biệt. Ok, nó chỉ là cái vị ngọt ngọt chua chua cay cay thơm thơm, nó rất là nhẹ. Cái quan trọng là cái phần lẩu sa tế em ăn cỡ chừng được một chén cho một chén rưỡi, cái nước á thì em bắt đầu là hơi ngán là do nó đến từ cái ngon của nó, đó chính là cái phần tương sa trà. Cứ như là ăn nhiều quá là hơi ngán, nó làm cho em ngán và làm cho em là cảm giác là em không có thèm. Yeah. Nó không có làm cho em gây thương nhớ, nó chỉ là nó ngon đó, nó ngon nhưng mà nó không gây thương nhớ. Nó không giống như cái lẩu mala của Hải Đi Lao hay là của mấy cái tại đường Trân Tuyển hay là Củ Lào, là nó sẽ gây thương nhớ, gây cho em thèm. Rõ này không hề gây thèm, nó không làm cho em nhớ, nó chỉ là ngon thôi. Và thử, ví dụ em có thể giới thiệu cho bạn bè em ăn, nó cái lẩu này ngon đó, nên thử rồi giải thích cho bạn đó. Cái phần nguyên là nguyên vật liệu như là viên tôm với lại viên cá, họ nói là viên cá thác lát, thì trong tôm nó lúc mà bỏ luôn lẩu nó ngon, nhưng mà trong đó là cái phần bột họ trộn, lúc họ trộn đến là đồ dai á. Ok, cái phần bột nó sẽ làm hút nước xong nó nở. Ừ, nở thành ra nó hơi bị bỏ một xíu nhẹ, nó không ngon như là mình làm hoàn toàn là tôm tươi hay là okay. Làm hoàn toàn bằng cá thác lát. Phần thịt bò, phần thịt
bò này, cái miếng bò sắp dày em ăn ngon. Đúng rồi. Cái phần bò mà bò ba chỉ nó lại ngán. Ừ. Nó giảm giác cảm giác nào. Dạ. Phần nai của nấm chung chăm mình không có gì ấn tượng. Dạ. Và mọi thứ trong, nếu mà tổng hợp lại mọi thứ trong phần nguyên liệu thì em thấy nó nằm ở mức trung bình khá thôi. Nó không có gì để bật lên để em nhớ tới. Không dễ, không cần gì bật lên. Nếu mà một điểm sáng nhất trong cái bữa ăn lẩu này chính là cái phần lẩu sate. Dạ. Rồi sau đây là phần nhận xét của mình, cũng là cái phần nhận xét mà mình nói luôn với chị chủ quán các bạn. Mình đi đâu mình ăn là mình cũng sẽ nói hết toàn bộ những gì mình muốn nói cho chủ quán nghe. Ban đầu cái muỗng đầu tiên vào cái phần lẩu sa tế mình cảm thấy rất ngon, bởi vì nó hoàn toàn lạ so với những cái lòng lẩu bên ngoài. Nhưng mà đúng như mình nhận xét ở chỗ là nó căn bản trên cái nền của ngọt, cay và thơm. Do đó khi mà chúng ta ăn một hồi, chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi bị ngán. Tức là sau khoảng độ tới chén thứ hai là chúng ta cảm thấy nó ngán. Thêm một điều nữa chỗ là cái loại lẩu là lại đi song song với lẩu Thái. Mà lẩu Thái thì cũng trên nền của ngọt, chua và cay. Mình quên nhận xét cái chỗ là cái dòng lẩu xí quách thì nó sẽ là thanh, ngọt và nhẹ nhàng. Do đó nếu các bạn đến đây có muốn ăn hai loại lẩu thì mình khuyến khích các bạn, một là lẩu sa tế xí quách, hai là lẩu Thái và lẩu xí quách. Trong đó hai cái loại lẩu mình đánh giá cao đó chính là lẩu sa tế và lẩu xí quách. Đối với mình lẩu Thái nó khá là bình thường. Về tính chất gây nghiện thì cả ba loại lẩu này nó không có tính chất gây nghiện các bạn, bởi vì nó không có thiên về cái vị gọi là mặn mặn cay cay theo kiểu lẩu hải tỳ lao, lẩu ma la. Khi mà chúng ta nấu một cái gì đó mà nó cứ ngọt thì nó sẽ hơi khó đi gây nghiện, hơi khó bằng những cái loại lẩu mà mang tính chất gọi là mặn cay hoặc là một cái gia vị khác. Giống như em nói nãy đó. Đúng rồi. Cái nó lạ cũng tính là cái mà nó làm ngán. Đúng rồi, nó thiên về cái vị ngọt, đúng rồi. Nhưng mà tới hồi nó ngán. Dạ. Yeah. Và chị chủ quán với lại anh đầu bếp anh cũng nói đúng là ở đây mạnh về cái loại lẩu là bởi vì nó lạ hơn so với bên ngoài thôi, về cái dòng lẩu sa tế. Về tất cả nguyên liệu mình đều thấy là ở đây có thì bên ngoài cũng có. Có cái phần thịt bò đỏ mà miếng dày á, khi mình đưa vô lẩu mình nhúng á, giọng á, phải nhúng là phải đợi xíu á, thì nó sẽ ăn dai dai, sực sực, mềm mềm, không có bị khô, miếng nó ngon. Còn lại các loại thịt khác thì rất bình thường. Nấm đông cô thì chỗ nào cũng có, các loại viên rất bình thường. Mình có nói với chị chủ và anh đầu bếp á, ở chỗ là chúng ta bắt buộc trong cây dãy đó, nguyên liệu là cái đồ mà bỏ vô lẩu á, cần phải có một hai điểm nhấn. Chẳng hạn như là hải tỳ lao là nó sẽ có cái món tôm phỉ thúy, hoặc là thịt bò đặc trưng của hải tỳ lao. Thì á, mình nghĩ là tại sao không sử dụng cá thác lát tươi hoàn toàn đánh, và nó sẽ tạo thành một cái điểm nhấn. Nói chung là cái dàn nguyên liệu lẩu đó phải có một vài món nhúng, một món gì đó thực sự đặc trưng làm cho người ta ăn và tự nhớ. Bởi vì cái khuynh hướng mà các nhà hàng lẩu sử dụng các loại viên mà làm sẵn đó thì mình thấy là mang tính chất là nó đối phó nhiều hơn. Đâu đâu cũng vậy, nó sẽ không thể tạo được cái điểm ấn tượng mà thực khách bây giờ càng ăn thì càng khó. Đặc biệt là khi mà bước vào những cái dòng lẩu gọi là chúng ta phải trả khoảng độ 500-600 ngàn đồng trở lên thì họ sẽ có yêu cầu cao hơn. Ở nhìn đâu không ta? Cái quán này mình ăn nhiều lần thì thấy được thân thiện với người. Dạ. Chốt lại những cái món mà mình thích của thêm may mắn á, đầu tiên đó là bò kho thật sự rất ngon các bạn. Các bạn ăn bò kho đi. Cơm chiên sò đẹp ngon. Gần Tết á, có cái món gọi là vịt hun khói ngon. Các loại điểm tâm cũng khá. Rồi còn món gì nữa không? Em nhớ nhất đối với em luôn là bò kho với lại cơm chiên sò đẹp. Cơm chiên sò đẹp với lại mình nhớ thêm thịt vịt hun khói các bạn. Đó là những món mà mình nhớ. Khi mà chúng ta đi ăn qua một quãng thời gian rồi, sau đó chúng ta bật ra được cái món gì thì có nghĩa là cái quán đó sẽ mạnh về cái món đó và thành công tạo ấn tượng đó. Tại vì thật ra mình đi quay chứ cái số lượng quán mà mình thích ăn và nhớ tới rất là ít. Đúng rồi, giỏi lắm là chỉ khoảng độ vài chục thôi các bạn. Dù là cả Sài Gòn cộng lại luôn á. Nói Hồ Chí Minh Ban thì mình nhớ Tân Vinh Nguyên với lại Nhân Quán. Đúng rồi. Mình nói cả Khoan. Tân Vinh Nguyên thì mọi người sẽ không có lầm, bởi vì Tân Vinh Nguyên nằm ô cơ quyền 11. Nhưng mà Nhân Quán các bạn lưu ý là Nhân Quán là quân. Ây da,
Âu Dương Lân. Âu Dương Lân quận 8 các bạn nha. Dù cho mình đã từng đi ăn hủ tiếu Nam Vang của khoảng độ mấy chục quán, nhưng mà cuối cùng mình chốt được là hai quán mình thích, là hai cái quán bực ra đầu tiên. Ý mình nói là như vậy đó. Nhớ tới liền á. Còn cà ri thì mình nhớ là chợ Sở Tây. Cà ri thì ra mỗi mỗi một quán nó sẽ có một cái điểm mạnh. Chợ Sở Tây cũng nhớ, Trần Phú cũng nhớ, 3 tháng 2 cũng nhớ, còn đâu nữa? Chợ chợ Sở Tây, Trần Phú, quận 11 có ngay đường Dương Đình Nghệ. Hồi xưa nằm trên đường Nguyễn Trãi, sau đó dịch chuyển về Dương Đình Nghệ. Không nhớ bằng đúng rồi. Dạo này hình như là cảm giác là sau khi mình mới ăn này nó xuống một cấp so với ngày xưa. Không nhớ bằng. Rồi như gì đó ta, mấy món như cháo hay là cái gì phở Bắc phở Phú Dương, với là cái phở cho 3 tháng 2, đúng không? Nói chung là mỗi một quán mà để tạo ra ấn tượng mà đặc biệt thì thêm may mắn sẽ là bò kho với lại cái cơm mực, như lại thịt vịt hun khói, đó là những món mạnh của họ. Chẳng hạn như là bánh ướt thì mình nhớ bánh ướt Bảy Hiền đó. Nói chuyện cho vui vậy các bạn ha.